cách biệt nhiều năm, tôi về thăm trường chiều thu lá rụng. Hàng cây còn đây, góc sân trường rêu phù, tìm hoài bóng dáng thầy cô. Năm ấy chúng tôi xa mãi trường, cùng hẹn nhau mỗi mùa hoa phương nở, sẽ quay về thăm bạn bè thầy cô. Mỗi mùa hè sang, bao nhiêu kỷ niệm trường xưa trở về. Mười năm vội qua, ngỡ như là mây khói. Bạn bè xưa có còn không, hay đã đi xa không trở về. Từng hàng cây cũng già theo năm tháng, biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Bâng khuâng ai ngồi thân thờ, đêm lá vàng thương nhớ trường xưa. Tuổi mộng mơ có thầy cô lo lắng, những vui buồn bạn bè sát cánh bên nhau. Kỷ niệm xưa ép vào trang giấy trắng, mỗi khi buồn mở từng tờ ra xem. Kỷ niệm ngày xưa không bao giờ trở lại, mà ai hững hờ. Thầy cô còn đây vẫn âm thầm lặng lẽ, chèo đò đưa khách sang sông. Hãy nhớ thanh xuân không trở lại, đời ai cũng một lần tuổi trẻ. Hãy quay về khi còn kịp yêu thương. Nhớ thanh xuân không bao giờ trở lại, đời ai cũng một lần tuổi trẻ. Hãy quay về khi còn kịp yêu thương. Mỗi mùa hè sang, bao nhiêu kỷ niệm trường xưa trở về. Mười năm vội qua, ngỡ như là mây khói. Bạn bè xưa có còn không, hay đã đi xa không trở về. Từng hàng cây cũng già theo năm tháng, biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Bâng khuâng ai ngồi thân thờ, đêm lá vàng thương nhớ trường xưa. Tuổi mộng mơ có thầy cô lo lắng, những vui buồn bạn bè sát cánh bên nhau. Kỷ niệm xưa ép vào trang giấy trắng, mỗi khi buồn mở từng tờ ra xem. Kỷ niệm ngày xưa không bao giờ trở lại, mà ai hững hờ. Thầy cô còn đây vẫn âm thầm lặng lẽ, chèo đò đưa khách sang sông. Hãy nhớ thanh xuân không trở lại, đời ai cũng một lần tuổi trẻ.
hãy quay về khi còn kịp yêu thương. Hãy nhớ thanh xuân không trở lại, đời ai cũng một lần tuổi trẻ. Hãy quay về khi còn kịp yêu thương. Hãy nhớ thanh xuân không trở lại, đời ai cũng một lần tuổi trẻ. Hãy quay về khi còn kịp yêu thương. Hãy nhớ thanh xuân không trở lại, đời ai cũng một lần tuổi trẻ. Khối K89 sau 30 năm trở về mái trường thân yêu của chúng ta, xin cho phép Hải Hoài gửi tới toàn thể các quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một gia đình hạnh phúc, cuộc sống an vui và thịnh vượng. Đến với đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta hôm nay, xin nhiệt liệt chào đón nhóm nhảy Zumba Biển Xanh đến từ thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang. Xin nhiệt liệt chào đến với đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta hôm nay, nữ ca sĩ Thùy Dung thay mặt cho đội Zumba Biển Xanh cùng các khách sách mời có nón hoa thắm để chúc mừng. Xin mời bạn Đặng Xuân Hanh lên. Xanh cùng các ca sĩ chúc cho đoàn đội thân yêu này một mái trường đã để lại cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm. Cho dù thời gian đã đổi thay, nhưng những kỷ niệm, những ký ức, tình thầy trò, tình bạn bè và cả những sự thơ ngây trong sáng của chúng ta khi bắt đầu chập chững cắp sách đến trường thì không bao giờ thay đổi. Và cũng tại nơi đây, tại mái trường Văn Phúc khi xưa, đã thật sự là ngôi nhà chung, là nơi bắt đầu để cho chúng ta ước mơ và hoài niệm cho một tương lai hướng tới, nơi mà sự bắt đầu yêu thương, tình bạn bè, tình đoàn kết sau 30 năm chúng ta lại được gặp nhau. Và trong một ngày tạm gác những bộn bề, những lo toan của cuộc sống để chúng ta được gặp lại nhau, chung vui với nhau đông đủ nhất trong ngày hôm nay. Vậy xin một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho tất cả chúng ta. Thưa các bạn, thời gian trôi qua nhanh, không bao giờ trở lại. Thấm thoát đã tròn 30 năm, ngày mà chúng ta rời xa mái trường thân yêu này. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin cho phép Hải Hoài cùng Giang Thanh, cùng toàn thể K89, xin gửi lời tri ân, sự biết ơn đến các thầy cô, những người đã dìu dắt chúng ta từng nét chữ, từng kỹ năng sống để cho chúng ta có được hành trang khi bước vào cuộc đời. Xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ về kinh phí tổ chức, công sức lẫn tinh thần để cho hội khóa K89 của chúng ta hôm nay được tổ chức thành công trọn vẹn. Một lần nữa, xin một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các bạn bè đã về dự hội khóa của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã đặt điều kiện cho chúng em có buổi gặp mặt thành công rực rỡ. Chúc cho toàn thể thầy cô cùng toàn thể các bạn ngồi tại nơi đây vạn sự như ý, cuộc sống thành đạt, gia đình hạnh phúc và ngày càng bền chặt gắn bó với nhau hơn nữa. Thưa các bạn, kể từ ngày chúng ta xa nhau, xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường thân yêu của chúng ta, lại đã trải qua biết bao nhiêu năm, ngần ấy thời gian mỗi chúng ta kéo theo vòng xoáy của cuộc đời với biết bao những suy nghĩ, biết bao lo toan của cuộc sống, với bao nhiêu niềm vui,
bao nhiêu nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và cả những chuyện đáng quên, người gọi, người mất. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi chúng ta không thể nào quên được những còn, những ngày còn được chung một mái trường Văn Phúc khi xưa. Mỗi năm đến hè, khi những cánh phượng đang que sắc thắm, những tiếng ve kêu sọt sạc lại gợi lại cho chúng ta những ký ức về một thuở học trò. Và ngày hôm nay, chúng ta được trở về nơi đây, nơi quê hương của chúng ta, nơi sinh ra và nuôi dạy chúng ta khôn lớn. Cho dù chúng ta có đi nơi đâu, trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống, thì chúng ta vẫn luôn đau đáu về quê hương, về mái trường, về thầy cô và tất cả những bạn bè thân yêu. Đời người thật ngắn ngủi, quá khứ chúng ta hãy giữ làm kỷ niệm. Chúng ta khối K89 sẽ hứa sẽ mãi mãi duy trì, luôn luôn đoàn kết và gắn bó. Chúc cho tất cả các bạn của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Chúc cho đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các bạn yêu mến, vậy không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, sau đây một tiết mục giao lưu mở màn đến từ câu lạc bộ Zumba Biển Xanh thôn Đa Nghĩa. Chúng ta hãy chào đón đội Zumba Biển Xanh bằng một tràng pháo tay thật lớn nào. Bay nhảy, lúc cười, 18-20, những tháng năm đó xin được phép bắt đầu.
về mái trường xưa, một mái trường mà đã in sâu trong ký ức của chúng ta biết bao nhiêu kỷ niệm để nhớ lại một thuở học trò. Và đến tiếp nối chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời các thư ký đại biểu, khách quý, các bạn cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức ca khúc liên khúc tuổi học trò qua phần thể hiện của Giang Thanh cùng các bạn trong nhóm diễn K59 của chúng ta ngay hôm nay. Thank you.
1969.
Thank you.
that's why the water people are still a few days long. If I'm a good time, a good friend. Yeah, let's get it, let's get it, let's get it.